Nhiều năm qua, rạch Xuyên Tâm là một trong những con rạch bị ô nhiễm nặng nề nhất quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, người dân mong con rạch được cải tạo càng sớm càng tốt để làm thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng đời sống. Cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm. Hiện các đơn vị đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân. Để thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, gần 100 hộ dân trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 15, quận Bình Thạnh sẽ bị giải tỏa trắng. Liên quan đến việc này, đại diện Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh cho biết, ranh giới dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đoạn nhà số 20 đến 224 Bùi Hữu Nghĩa đã được xác định rõ ràng theo đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và phù hợp với các điều chỉnh gần đây. Sau một tháng tiến hành niêm yết thông tin, phường 15 cho biết đã nhận được 17 ý kiến của người dân về giá bồi thường. Phường cũng hướng dẫn người dân cung cấp thông tin các giao dịch thành làm cơ sở báo cáo với quận. Ngoài cái việc mà niêm yết dán tại địa điểm theo quy định và cũng như là cái việc mà dán bổ sung thêm một số vị trí chẳng hạn như để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đồng thời là cũng tạo những cái mã code là tuyên truyền đến người dân luôn và tổ chức tiếp xúc là gửi cái mã code đó luôn, khi tiếp xúc cũng hướng dẫn cập nhật cái các giao dịch thành trên địa bàn á thì cũng còn gặp khó khăn, nhiều khi có thể là giao dịch thành nhưng người ta cập nhật rồi các đơn vị có liên quan cũng chưa có chuyển về cho phường kịp. Đã cơ bản thông qua cái việc mà mình sẽ dựa trên các cái tờ trình mà cũng như các cái chủ trương mà Sở Tài nguyên đang trình thành phố đưa vô phương án tổng thể. Và ngay sau khi mà thành phố có cái quyết định chính thức về cái mức hỗ trợ thêm thì sẽ niêm yết cái phương án tổng thể đó cho người dân. Trước đó thì ban bồi thường sẽ lập cái phương án chi tiết cho từng hộ để đi tiếp xúc người dân. Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm qua quận Bình Thạnh sẽ thu hồi đất 2.077 trường hợp, giải tỏa trắng 1.230 hộ dân. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố, dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án này tại quận Bình Thạnh ước tính hơn 13.221 tỷ đồng. Tháng 10 năm 2024, các cơ quan chức năng sẽ lập và công khai dự thảo phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Người dân có đất bị thu hồi sẽ được lấy ý kiến góp ý về phương án này với thời hạn đến cuối tháng 11 năm 2024. Đến tháng 12, chính sách bồi thường cùng dự toán chi phí và các phương án hỗ trợ nghề nghiệp, chuyển đổi công việc cho người dân sẽ được phê duyệt chính thức. Việc chi trả tiền bồi thường sẽ bắt đầu từ tháng 12 năm 2024 cùng với quyết định thu hồi đất. Từ đây, thành phố sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận và bàn giao mặt bằng, dự kiến hoàn tất trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025. Mong rằng sắp tới chúng ta sẽ triển khai đúng tiến độ, đảm bảo cho cái thứ nhất là công tác giải ngân. Cái thứ hai là có mặt bằng để Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức khởi công dự án này đúng dịp 30 tháng 4 năm 2025. Cùng với dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, quận Bình Thạnh đã và đang triển khai đề xuất các dự án khác để nâng cấp hạ tầng giao thông, bờ kè và các tuyến hẻm, vỉa hè trên địa bàn. Loạt dự án này được kỳ vọng sẽ nâng cao vị thế của một quận trung tâm kết nối với cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh thông qua các trục giao thông huyết mạch, góp phần thay da đổi thịt quận Bình Thạnh trong tương lai.